Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Hà Nội Computer. Và vào ngày mai thì chúng mình sẽ khai trương showroom Hà Nội Computer ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Nên là các bạn đừng quên là xếp hàng từ trước để có thể mua được con RX570 giá 1,5 triệu nhé. Còn hôm nay chúng ta sẽ khui hộp một con màn hình mình vừa nhận được. Nó rất là to. Đây, chúng ta sẽ cùng test thử con màn hình này. Và hình như con này tên nó là Gigabyte FI32Q, tức là một phiên bản nâng cấp của chiếc FI27Q mà trước đây chúng mình đã từng review rồi. Đây, mình sẽ lộn ngược nó lại một lần nữa. Ở đằng trước này, chúng ta thấy một cái logo Arut rất to ở đây. Và thứ hai là thấy là hình mặt sau lưng của màn hình, tại vì Gigabyte dòng FI27Q cái tên LED sự nó rất là đẹp ở sau lưng. Và sau lưng mục đích nó là cho tường các bạn xem, và hoặc là các bạn thích thì các bạn quay lưng màn hình ra ngồi nhìn cũng được. Và thứ hai là chính là tên là FI32Q, tượng trưng cho đây là màn hình 32 inch ở bên này. Nó có rất nhiều thứ thông tin ở đây. Đầu tiên chúng ta có độ phân giải là 2K, ép xung lên 170Hz, mặc định nó là 165Hz. Và thứ hai đó chính là panel IPS Super Speed, một loại panel của Gigabyte quảng cáo cho chúng ta cái thời gian gọi là response time rất là thấp. HBR3, Smart OD cái thì mình sẽ nói qua. Âm thanh nổi kiểu đấy. Thứ hai đó chính là Back Equalizer để cho các bạn có thể nhìn được cái vùng tối nó rõ hơn. Game Assist tức là mấy cái tâm khi mà các bạn bắn 46 các bạn có thể thêm cái tâm vào đấy. Dashboard để các bạn theo dõi thông tin màn hình. OSD Sidekick, những cái tính năng, rất nhiều tính năng của Gigabyte được nhét vào đây. Cân màu 6 màu khác nhau trên màn hình. Và HDR1, âm thanh Hi-Res. Rất nhiều công nghệ quảng cáo ở đây mà mình đọc cho đến ngày mai sẽ cũng không hết được. Và các bạn có thể tham khảo thêm ở website Gigabyte. Còn mình mà nói hết vào ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không thể nào gắn được cái video này được. Và rồi, điện năng chúng ta cũng không cần nói. Con màn hình này tiêu thụ các bạn là 110W điện 1 giờ. Đóng hộp rất là to với kích cỡ 32 inch. Thì đầu tiên chúng ta có hướng dẫn lắp đặt của Gigabyte. Chúng ta có cái đây là dây nguồn. Dây nguồn này, màn này dùng trực tiếp nguồn từ điện 220V, tức là adapter đã để ở bên trong màn rồi nhá. Thứ hai các bạn Gigabyte chúng ta một cái dây USB để các bạn cắm vào màn hình để chỉnh các phần mềm và update firmware cho màn hình. Thứ ba, đây là một dây USB Type-C. Nếu các bạn còn nhớ ở trong các cái video về KVM ngày trước thì nữa mình sẽ nói sau. Và đây là dây DisplayPort này, dây HDMI. Lại một cái dây nguồn nữa. Và mình nói lại về cái dây USB Type-C này, ngày trước chúng mình đã có một cái video về tính năng KVM Switch, tức là các bạn có thể điều khiển cắm một con điện thoại Samsung vào trong các màn hình này, các bạn dùng chuột phím dùng trên điện thoại được như là một cái desktop. Nói chung là khá là tiện với các bạn dùng Samsung nhé, còn dùng iPhone thì thôi. Đây là một cái chân màn hình. Gigabyte vẫn dùng cái chân màn hình, nó rất là như cái boomerang ấy. Và mình quên chưa nói là giá của màn hình này nó là 23 triệu đồng, tức khoảng tầm 1.000 đô. Tức là màn hình dành cho các bạn nào cần những cái trải nghiệm cực kỳ tốt và đắt tiền. Và 20 mấy triệu thì các bạn yêu cầu sự hoàn hảo từ các màn hình, chứ không phải là nó kiểu có điểm trừ điểm cộng gì nữa. Đây một cái chân rất to. Thì nữa mình sẽ lôi ra. Ở trên này này, Gigabyte họ đã cho chúng ta là, tức là các bạn đừng có cầm thẳng qua màn hình ra ngoài ngay lập tức, mà các bạn hãy lắp trực tiếp con màn này ở trong cái này luôn. Và tí nữa dựng lên thì mình sẽ lắp cái chân của nó ở đây. Đây là một cái chân rất to và nặng. Nếu các bạn nhớ là trước mình có review con G32QC ấy, thì cái chân nó khá là mỏng và nó khá bị eo uột. Rồi, mà thấy nguyên quả chân không? Nhìn chất lượng không? Bóng loáng luôn. Mới đầu bóc vỏ ra nhìn rất là đẹp, nhưng mà dùng một thời gian sau nó xước đi thì nó sẽ xấu ra sau. Và đây, ở đằng sau thì các bạn có chân đủ 4 chuẩn PSA nhé. Tức là các bạn nào mà dùng những cái chân cắm màn hình, chân treo màn hình ấy, thì dùng cái chân này khá rất thoải mái. Rồi, đây, hơi cầu kỳ tí. Rồi, và đây là cái chân. Gigabyte làm cái chân này rất là nhọn. Khá là nhọn nha, các bạn không để ý thì nếu mà chạm vào mình nghĩ là có khá là dễ xước tay. Nhưng mà kích cỡ chân mình nhìn khá là bé, nên tí nữa mình sẽ thử nghiệm xem là cái độ cứng của chân này là cỡ nào. Rồi, đây ạ. Rồi, đầu tiên mình nhớ lên mặt sau đi. Mình sẽ cắm điện vào màn này vào đã. Chúng ta sẽ có một cái cổng cắm thẳng điện vào đây nhá. Các bạn có hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C. Đây là cổng USB để các bạn cắm USB vào trong màn hình, cũng như là các bạn điều khiển màn hình thông qua phần mềm máy tính. Hai cổng USB 3.0, một cổng micro và một cổng tai nghe. Đây.
đèn led chúng ta sẽ có là ở hai cái cánh ở đây và một cái logo này. Đèn led này là led RGB, tức là các bạn có thể chỉnh được tùy ý, và mình chưa cắm máy tính nên là nó chưa có màu sắc loè loẹt cho lắm. Và ở đây các bạn thấy là cái bạn họ làm được cái đường vân này nhìn rất là công nghệ và nó sáng và bóng, nên ban đầu nhìn khá là đẹp. Nhưng mà các bạn phải rất lưu ý đó chính là với cái chất lượng in bóng như, là nhựa bóng như thế này, thì các bạn sờ vân tay nó bám là một, và thứ hai đó chính là rất là dễ xước khi mà các bạn chẳng may chạm cái gì đấy vào. Nãy mình nghĩ tưởng là cái chân này nó không chắc ấy, nhưng mà thực ra thì cái phần chân ở phía dưới bao gồm cái trụ chân hình chữ V này, và thứ hai là cái củ của nó, cái thanh này khá là chắc chắn, chỉ trừ một điểm duy nhất đó chính là do khi Apple họ cho chúng ta là các bạn phải xoay màn này rất là thoải mái nhá, lên này xuống này, lên xuống và xoay dọc màn, nên là cái phần củ này mình cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm so với cả cái chân này. Và các bạn để mình nghĩ là rung nó vẫn thì là hơi rung màn hình, nhưng mà bù lại đó chính là các bạn sẽ có cái màn hình rất là linh hoạt, có thể xoay được các chiều hướng khác nhau. Và đây bây giờ mình sẽ cắm con máy tính vào. Rồi, và mình đã quay lại mặt trước của con màn hình này, thì đầu tiên các bạn có thể thấy đó chính là màn hình 32 inch phẳng, không cong. Có màn hình phẳng. Và 32 inch phẳng thì nó cho các bạn một trải nghiệm, nói chung là tùy các bạn. Nhưng mà theo mình 32 inch thì các bạn có thể thích các bạn kiểu cảm giác nhìn nó tròn tròn xung quanh ấy, góc nhìn rộng, thì có thể dùng màn hình cong. Nhưng màn hình phẳng cho các bạn một cái trải nghiệm đó chính là các bạn sẽ không bị lệch về kiểu các bạn nhìn 5m, nó không bị kiểu nó bị cong vòng lệch, chơi game nó hơi khó chịu. Và đây là màn hình EMI, họ thiết kế theo kiểu không viền, tức là khi các bạn tắt màn hình đi thì ở bên này chúng ta sẽ không hề thấy viền, mà chỉ khi bật lên mới thấy viền mà thôi. Và còn lại thì mình nhìn thiết kế của Arut khá là đơn giản với cái logo Arut ở phía dưới này. Ở bên dưới này thì Arut họ làm một cái là cái phần joystick thì các bạn điều chỉnh về các cái thông số của màn hình. Và đây là một cái điểm rất đáng khen của Gigabyte, khi mà ở con G32QC thì Gigabyte họ cho chúng ta cái joystick ở bên tay này, bên tay phải, và rất là khó với. Thì bây giờ với chiếc FE32Q chúng ta có một cái joystick ở bên phía dưới này, điều chỉnh rất là dễ. Và thứ hai là chính là phía chân này, thì mới đầu nhìn chân có vẻ không chắc chắn, nhưng mà mình đã nói lại đó chính là cái chân này, phần chân đấy này rất là chắc, trừ phần trên thôi, phần dưới rất là chắc. Và các bạn hoàn toàn với kiểu thiết kế chân kiểu cái boomerang này, các bạn có thể để những cái đồ các bạn không dùng vào đây thoải mái, chả vấn đề gì cả, các bạn thích các bạn vứt vào đây, nên rất phù hợp cho các bạn là bừa bãi như mình. Và đấy, về nhìn chung thì chúng ta có một cái thiết kế nó khá là ổn, và khi Apple cho chúng ta một cái phần mềm đó chính là OSD Sidekick thì mình đã cài vào đây rồi. Đây thì đây là màn hình, đây là toàn bộ phần mềm Gigabyte cho các bạn chỉnh toàn bộ thông số của màn hình thông qua là phần mềm. Thì họ cho chúng ta chỉnh rất nhiều những thứ, rất nhiều chế độ, cho chế độ bắn FPS là để chơi game bắn súng này, chế độ RTS, RPG chơi các game tùy theo game các bạn chơi, hoặc là xem phim, chế độ đọc buổi đêm, hay là các bạn chế độ bình thường sRGB, rất nhiều thứ. Và trong từng hạng mục này các bạn có thể chỉnh thoải mái như là độ sáng màn hình, độ tương phản, độ nét, độ sáng của vùng tối, tức là khi mà các bạn bắn súng vào những cái vùng tối ở phía xa thì nó sẽ làm cho các bạn sáng lên, nhìn nó sẽ dễ hơn. Và thứ hai là về độ tươi của màu. Và ngoài ra họ cho chúng ta chỉnh đó chính là có cái tâm giữa màn hình đấy mình vừa nói, các bạn hack là bắn 46 đỡ phải tâm đấy. Và ở đây thì Gigabyte cũng cho chúng ta khá là nhiều thứ, như là các bạn có thể bật cái dashboard ở đây, các bạn xem những cái như là nhiệt độ CPU này, nhiệt độ. Cái này thì mình chưa cài vào nên là mình chưa xem được, các bạn xem rất nhiều thông số của cái này. Đây, ta nhìn đây, xung ra là 4.6, một lúc sau nó bắt đầu hiện những cái khác, thì mình tắt đi đã. Và ngoài ra để chỉnh phần tần số quét, nhưng mà hơi đáng tiếc đó chính là chiếc FE32Q này không hỗ trợ cho các bạn G-Sync, mà chỉ hỗ trợ cho các bạn đó chính là AMD FreeSync mà thôi. Dùng được G-Sync thì tốt hơn nhiều. Và ngoài ra thì đây là phần chỉnh các thông số chung của màn hình, bàn phím tắt, cái này thì thực sự là tắt hết đi, để này thì ấn nhầm lắm. Và những chế độ như là các bạn chọn như là Black Equalizer, hay là chỉnh các phím tắt trên máy tính. Và đây là một tính năng rất hay của chiếc FE32Q, đó chính là tính năng chủ động khử tiếng ồn. Khi mà các bạn màn hình này FE32Q mặc dù được trang bị một chip âm thanh theo cái Gigabyte quảng cáo rất là ngon, nhưng mà sẽ không có loa cho các bạn, mà các bạn chỉ có thể cắm tai nghe vào đây thôi. Và khi các bạn cắm tai nghe thì Gigabyte cho phép các bạn điều chỉnh cái phần độ chống ồn đây, thông qua điều các bạn để vị trí mic ở đâu này, chỉnh theo để vị trí mic ở chỗ nào, thì Gigabyte cho các bạn là chống cái tiếng ồn xung quanh như thế. Và theo mình thấy thì ở đây Gigabyte có hai cái micro ở đây để thu âm thanh bên ngoài, để phù hợp cho tính, để hỗ trợ cho cái tính năng chống ồn chủ động như thế. Và cuối cùng là KVM switch, thì các bạn cắm cái gì Type-C, điện thoại có Type-C vào đây hỗ trợ, thì các bạn cắm lên đây dùng chuột phím với con điện thoại đấy.
Đấy, và đấy là những cái tính năng tổng thể của con FI32Q, nhưng mà đấy chỉ là tổng quan thôi. Và mình lúc nãy cũng đã thực hiện đủ các bài test. Đầu tiên chúng ta với Spider Elite, chúng ta có độ phủ màu là 98% sRGB, 74% Adobe RGB và 74% DCI-P3. Đây là một bộ độ phủ màu mình đánh giá là nó ở mức vừa phải, chứ không phải là quá tốt và không đến sRGB, còn chưa vượt được đến trên 100%. Và thứ hai là gamma thì khá là tốt khi mà nó ở cái mức gọi là khoảng 2.2. đây là cái mức rất là tốt. Về độ sáng nhá, thì chúng ta có độ sáng tối đa là 400 nit và độ tương phản là 360/1. Điểm rất đặc biệt và mình đánh giá rất cao đó chính là độ tương đồng màu của chiếc FI32Q này. Khi mà ở độ sáng là 100%, chúng ta có độ lệch màu rất là ít, chỉ là 3.0 ở bên góc ngoài cùng bên tay phải và 2.9 hai khu về bên ngoài là lệch màu nhất thôi. Còn lại chúng ta có độ lệch màu rất là tốt và các bạn có thể thoải mái yên tâm về độ đồng đều màu của con màn hình này. Nhưng độ lệch màu thì lại là vấn đề khác hoàn toàn. Khi mà chúng ta có một cái độ trung bình lệch màu là 2.59 với con số tối đa là 6.52 ở phần con màu xanh Delta E, nên là các bạn, nếu mà các bạn dùng con màn hình này để dựng phim và màu sắc đồng đều thì mình có lẽ là các bạn không nên chọn con màn hình này. Vậy khi nào các bạn nên chọn FI32Q này thì chắc chắn không phải về màu sắc. Các bạn mà dùng để dựng phim hay là để làm màu hình ảnh thì FI32Q không cho các bạn một cái độ phủ màu đủ chính xác để các bạn làm. Nhưng mà bù lại, đây là một con màn hình gaming nên những cái chỉ số về màu sắc chúng ta chỉ để tham khảo thôi. Chúng ta cần quan trọng đó chính là về phần hiệu năng gaming của màn hình này. Thì đầu tiên chúng ta có độ phân giải là 2K của màn hình này. Thứ hai đó chính là các bạn có tần số quét tối đa là 170Hz. Thì ở đây mình có bật của cái là cái UFO test. Thì các bạn thấy đầu tiên là chúng ta test về cái tần thời gian phản hồi, chúng ta có 5.4 mili giây, là một con số ổn định của một chiếc panel IPS. Theo như lời ghi ra bên quảng cáo thì độ phản hồi tối đa là 1 mili giây, nhưng mà thông thường ở đây chúng ta đo được là 5.4 mili giây, cũng là một con số khá là ổn của một chiếc màn IPS rồi. Và ngoài ra điểm mình rất ấn tượng nhất đó chính là kể cả khi mình bật OC lên 170Hz thì thông qua bài test này mình thấy không hề hiện tượng bị xé hình và rác hình. Nhưng một vài chiếc màn hình thế hệ trước khi mà các bạn dùng panel IPS cho khi các bạn đẩy tần số quét lên quá cao, như là một vài hãng thì khi các bạn đẩy lên quá cao và cái phần mili giây các bạn đẩy lên quá nhanh ấy, thì các bạn sẽ bị vấn đề đó chính là bị bóng ma. Nhưng mà hoàn toàn trên chiếc FI32Q này, kể cả 170fps, mình không hề thấy hiện tượng đó chính là các bạn bị ghosting hay là bị gì cả. Nên là mình đảm bảo các bạn đó chính là khi các bạn mà chơi game trên màn hình này thì các bạn yên tâm với chất lượng hình ảnh dành cho cái phần gaming. Và mình thử nghiệm hai bài test với cả chiếc FI32Q này thì tổng kết lại với 23 triệu đồng cho một con màn hình, tức là hơn 1.000 đô, một mức giá rất là đắt đỏ và phù hợp cho các bạn dùng những con cảm màn hình, thì các bạn nhá, dùng một con màn hình này các bạn mua cho mình tối thiểu là RTX 3060 Ti hoặc là 3070 trở lên thì các bạn mới tận dụng hết được tối đa sức mạnh của con màn hình FI32Q này. Còn các bạn dùng 3060 trở lại ấy, các bạn có tham khảo mẫu FI27Q độ phân hoặc là thấp hơn hoặc là với những cái màn hình có độ phân giải là Full HD đổ lại, chứ các bạn chơi mà 2K là 3060 là toi là tứa đấy. Thì tổng kết lại nhá, với thiết kế của FI32Q thì rất là tốt, đèn LED RGB đằng sau lập lòe, các bạn chỉnh màu cái thứ thoải mái lòng nhằng. Và cái chân thì rất là chắc chắn ở phần chân để trên bàn, còn phần chân ở trên này thì mình hy vọng Gigabyte họ vẫn có thể cải tiến được ở phía bên trên để cho nó đỡ bị rung lắc khi mình sờ vào. Đấy là về thiết kế và tổng kết các thứ nhìn nó rất là gọn gàng và không có chi tiết thừa nào ở đây cả, điểm cộng dành cho thiết kế của FI32Q. Và về màu sắc thì thật sự là hơi đáng buồn, màu sắc của FI32Q không thực sự đạt như kỳ vọng với một chiếc màn hình 23 triệu. Màu sắc của các bạn chỉ đủ cho các bạn chơi game và thưởng thức những cái hình ảnh trong game thôi, còn không phù hợp dành cho các bạn nào làm video hoặc là làm ảnh con màn hình này, tại vì độ lệch màu nó khá là lớn. Còn lại thứ ba đó chính là về cái phề tần số quét và những cái dành cho phục vụ dành cho các bạn chơi game FPS hoặc là các game khác nói chung thì FI32Q làm rất tốt. Thông qua các bài test ban đầu thì mình đánh giá chất lượng hiển thị hình ảnh và tần số quét cũng như là thời gian phản hồi của màn hình là tốt, nên là theo mình con FI32Q này các bạn mà về chỉ chơi game và các bạn cần những trải nghiệm cực kỳ tốt cho chơi game và các bạn có thừa 23 triệu trong túi thì các bạn mua con màn hình này. Còn các bạn mới mua màn hình về làm ảnh thì có lẽ là chúng ta nên hẹn gặp sau vào những con màn hình khác Gigabyte, và có lẽ tới đây Gigabyte họ cho chúng ta một con màn hình Vision thì sao. Vision là dùng cho thiết kế và hy vọng lúc đấy Gigabyte cho chúng ta một con màn hình độ chuẩn màu nó tốt hơn thế này rất là nhiều. Và anh em nghĩ thế nào về có 23 triệu con FI32Q thì cho mình biết trong phần comment nhé. Và đừng quên là ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở showroom Từ Sơn Bắc Ninh với con RX570 giá 1.5 triệu.